Phan Phan Santos, tên thật là Fabio dos Santos, sinh năm 1977 tại Rio de Janeiro, Brazil. Trước khi sang Việt Nam, anh đã đấu cho đội trẻ Piratas Vasco da Gama. Phan Phan Santos từng là gương mặt quen thuộc của làng bóng đá Việt Nam từ năm 2000. Phan Phan Santos được biết đến là thủ môn xuất sắc trong suốt thời gian mặc áo cờ của Tân Long An dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Calisto. Ngày 25 tháng 12 năm 2007, Santos chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên là Phan Phan Santos. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2008, Phan Phan Santos trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên mặc áo đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu đầu tiên tại Brazil trên sân Mỹ Đình. Brazil trong đó có nhiều ngôi sao bóng cấp như Ronaldinho, Anderson. Ngày hôm đó có lẽ cũng rất ngạc nhiên khi đồng hương của họ là chiếc áo của đội tuyển Tây Ban Nha. Đây có lẽ là điều Phan Phan Santos cũng chưa nghĩ đến. Nhưng chính từ đây cánh cửa đội tuyển bóng đá Việt của Phan Phan Santos chính thức mở ra. Sau đó dưới sự dẫn dắt huấn luyện viên Henrique Calisto, anh đã có một bước ngoặt lớn và mãi mãi thay đổi cuộc đời của chàng trai Brazil Fabio dos Santos. Thủ môn gốc Brazil nhanh chóng trở thành thủ môn trụ cột của bóng đá Việt Nam. Không chỉ vậy, một đặc sản riêng có của cầu thủ gốc Brazil này là khả năng đá phạt và sút penalty. Những cú sút được thực hiện bởi Santos là cơn ác mộng của các đồng đội nơi chiến tuyến. Anh cũng là thủ môn ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong suốt thời gian Phan Phan Santos thi đấu ở Việt Nam từ năm 2001-2002, theo thống kê, anh đã ghi được tổng cộng 20 bàn thắng từ những cú sút đá phạt. Anh được coi là vua của chiều cao vượt trội, sải tay rộng và những cú phát bóng vào thẳng vào cấm địa của đối phương giúp anh vững chắc trước khung thành gỗ. Anh cũng là người đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này ghi bàn ở AFC Champions League. Đó cũng đến từ cú sút phạt ở khoảng cách 22m vào lưới Thanh Hoa Thượng Hải năm 2016. Mới đây, Phan Phan Santos được vinh danh là người có nhiều ghi nhiều bàn thắng nhất châu Á. Theo thống kê của trang Asian Football, với 15 pha lập công ở các trận đấu chính thức, kỷ lục này chưa có ai có thể đánh đổ được ở thời điểm hiện tại. Ở các câu lạc bộ trong màu áo câu lạc bộ Đồng Tâm Long An trong 10 năm từ năm 2001 đến năm 2010, thủ thành gốc Brazil từng để lại nhiều dấu ấn cùng đội bóng miền Tây trong chức vô địch V-League năm 2005 và 2006. Sau khi chia tay câu lạc bộ Đồng Tâm Long An, Santos lần lượt khoác áo các đội bóng Agribank Sài Gòn, Bình Dương và An Giang trước khi giải thể vào năm 2014. Năm 2008, Santos lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam và là thủ môn bắt chiến trong trận đấu lịch sử gặp Olympic Brazil, tạo ra không ít dấu ấn và hy vọng trong thời gian đó. Thế nhưng màn thắng quốc ca Brazil trên sân Mỹ Đình đã khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng về đội tuyển này. Sau tấm thẻ nhập tịch tốt, anh như con đường thấp hoàn toàn.